chào mọi người, hôm nay mình sẽ có một challenge ăn tất cả những bánh burger gà trong những nhà hàng fast food và mình sẽ coi bánh nào là bánh ngon nhất. Là chúng mình sẽ quay trở lại khi đã order xong tất cả các burger và setup xong cho mọi người cùng xem. Sau khi bọn mình đã quay xong video cho TikTok. Bây giờ mình sẽ quay mukbang. Đây là toàn bộ cái burger hồi nãy mì cho mọi người coi. Okay. Đây là toàn bộ những burger mình xem. Bây giờ đỡ phải cắt thì anh em ăn một nửa xong rồi đổi nha. Ok. Texas chicken. Còn đây là burger Zinger của KFC. Cậu nha. Đúng rồi, anh ăn được rồi. Anh ăn bánh. Cắm lại. Yeah, just Zinger's pretty good. Burger Zinger là hình như là burger gà đầu tiên của anh. Lần đầu tiên anh ăn chicken burger là từ KFC. Hay. Cái KFC ra đời lâu nhất mà. Mà cái của Texas Chicken, cái miếng gà nó là bự. Nó giòn hơn không? Nó không giòn hơn mà nó to hơn. Nó to hơn. Nó hơi to hơn mấy cái hãng khác. Good job Texas Chicken. Các bạn có biết Texas Chicken ở bên Mỹ là gọi là Church's Chicken. Nhưng khi họ đang mở rộng cho tất cả thế giới và Việt Nam thì họ phải đổi lại tên. Tại vì nó nói Church's Chicken nghe là bị kỳ. Cho nên họ muốn nhắc mạnh marketing thì họ sẽ gọi là Texas Chicken. Đó là fact của Texas Chicken. Thank you very much. Em là của Lotteria. Còn đây là của Burger King. Rồi vô. Cái bánh burger King nó rất là mềm. Ở ngoài giòn nhưng nó trong rất là mềm. Và ăn nó đậm. Nó đủ vị đúng không? Nó đủ vị đúng rồi. Nó không bị khô. Đó là quan trọng nha. Đây. Anh thấy cái này ngon bây giờ anh để cho em ăn nhiều. Ở đây nó sẽ ngọt hơn những cái bơ bơ mấy chỗ khác. Ngọt hơn nhiều luôn. Nó sẽ giống như cái gà chiên ở ngoài của Lotteria. Lotteria nó ngọt hơn. Ok, ngọt lắm. Hôm nay mình uống sơ nắp trước sơ. Và Coca. Cái này ngon lắm luôn. Good job, sir. Good job. Đây là bánh Popeye. Đây là McDonald's. Gà nó nhỏ hơn hẳn. Đúng rồi, mọi người coi nè. Coi so sánh ngay cái bánh McDonald's. Những gà Popeye nó bự nhưng nó khô, nó không có mềm như Burger King. Xong rồi cái cà chua của nó là còn nhiều nước á, nên mà cắn nó sẽ là thấy vị cà chua nhiều hơn vị gà. Mà mình không thích cà chua, kia cũng không thích cà chua. Cái mực chicken này của McDonald's thì nếu mà mình rất là xịn thì ăn rất là ngon. Xịn hả? Xịn. Thì khi xịn tầm 2 giờ khuya chỉ có đúng một lần mà cỡ thì mới mò cái đầu vô ăn cái mực chicken. Xịn là ngon nhất là mì gói. Sắp nha. Đúng. Chị mà thấy ngon. Mà không ngon mà mẹ nó thôi. Thường nó ăn mà thường nếu mà ăn, ví dụ ăn một bữa ăn một bánh burger này thì ngon thiệt,
Nhưng khi mình so sánh với lại tất cả những hãng khác thì mình lại thấy không ngon lắm. Còn anh thấy cái burger nào ngon nhất? Burger King. Còn em thấy burger nào ngon nhất? Burger King. Đúng, Burger King. Không hiểu tại sao Burger King lại làm một burger gà rất là ngon. Chúc mừng Burger King. Burger King, good job. Mọi người hãy thử Burger King đi. Và hãy coi chị và Hami có biết ăn không. Hẹn mọi người trong video kỳ sau. Và nếu mọi người thích bọn mình làm video về mua bán tiếp thì hãy comment ở dưới cho bọn mình biết là món nào mọi người thích nhất. Mà từ hồi nãy quay tới đó là cũng đã biết là Burger King sẽ thắng. Mình đợi lúc cuối mới nói.